sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hùng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích nhắc nhở những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên, tâm sự ôn lại những kỷ niệm vui buồn. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghachauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương rất vui để giới thiệu đến quý vị một người ca sĩ, một người chị ở trong gia đình văn nghệ của Phường Quế và Trang Thanh Lan. Chị rất là có tài thưa quý vị. Chị vừa hát được nhạc Việt Nam, vừa hát được nhạc ngoại quốc rất là hay. Vâng, và chị cũng đã đứng ở trên sân khấu rất là nhiều năm và vẫn được quý vị yêu mến. Và chị cũng thuộc Ban Văn nghệ Dân vận và Chiêu hồi, thưa quý vị. Chúng tôi xin giới thiệu chị ca sĩ Carol Kim. Carol Kim xin kính chào quý vị, và chị xin chào Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Chị rất cảm ơn tụi em đã mời chị tới chương trình của Tiếng Hát Hậu Phương của mời lâu lắm thưa quý vị ơi, mời mà bị hẹn hoài luôn. Hôm nay rất là hân hạnh được đón tiếp chị Carol Kim ở tại trung chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của chúng em. Dạ, chúng em xin chào chị và chào Nghĩa Sứa. Chào Nghĩa Sứa tái ngộ. Chào em. Đi đâu cũng thấy Nghĩa Sứa. Dạ. Dạ. Trong cái không khí mà rộn ràng cái mùa Tết, mùa Giáng sinh này, chị Carol rất là bận rộn thưa quý vị. Nhưng mà chị cũng phải dành thì giờ để đến với hai cô em gái này, chị không có thể từ chối được. Thì tụi em cũng là rất là vui, chắc khán giả cũng rất vui khi gặp lại chị. Nhưng chị mà... thì cũng quá mừng. Cũng chờ đợi cái chương trình của em, biết chương trình em đã có ít nhất một năm. Dạ, hơn một năm chị. Đấy, dạ. Mà chị chờ em hoài mà không thấy tụi em mời thì chương trình có đâu, cái đó chị trả. Nè, em nói rằng là để có gì đặc biệt thì đúng hôm nay đúng rồi, không đặc biệt. Sự thật mà nói như vậy nè, cái chương trình rất là đặc biệt mới mời chị. Đó. Thì hôm nay là cái mùa lễ Tết Giáng sinh, mùa Tết Tây sắp đến rồi. Vâng. Cho nên là chị đến để chị mang mùa xuân đến cho quý vị khán thính giả. Nhưng mà bên cạnh một cái rộn rịp đón xuân của California chúng ta thì có một cái tin buồn trong giới văn nghệ sĩ mà Trang Thanh Lan xin phép được chia sẻ với một kịch sĩ của đã từng là partner của Trang Thanh Lan, là nghệ sĩ Hài Kiều Linh, đã qua đời hôm ngày 23 tháng 12 vừa qua. Thưa quý vị, đây là một cái mất mát mà của tất cả anh chị em nghệ sĩ đều thương tiếc Kiều Linh. Thành thật chia buồn với gia đình Kiều Linh cũng như là chúc Phêrô, Thánh Phêrô đó thưa quý vị, tên thánh là Phêrô, được lên cõi vĩnh hằng, được Chúa trong vòng tay Chúa. Phêrô Phạm Kiều Linh, tức là Kiều Linh ngày xưa đóng cái vai nổi tiếng nhất là cái vai luật sư Trần Trừng Trị đó thưa quý vị. Yeah. Và Kiều Linh cũng đã qua đời ở cái tuổi rất là trẻ thưa quý vị, 57 tuổi. Dạ. Thì chúng tôi cũng xin phép chia buồn với gia đình Kiều Linh và trở lại với chị Carol. Xin lỗi chị, em tại vì có chị thật ra em mới nhớ tới Kiều Linh, tại vì chị Carol kêu nói em ơi sao giờ Kiều Linh bây giờ sao em. Chị Carol kêu là người rất có một cái tấm lòng với anh chị em nghệ sĩ, hễ ở đâu mà có nghệ sĩ hay là những người bị hoạn nạn thì chị có hỏi Trang Thanh Lan em giờ sao, mình có làm cái gì không em. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị cảm ơn em. Thì tại Kiều Linh, sự thật quý vị biết là
anh là một người rất là thiếu lâm, anh cũng rất là vui. Hồi xưa chị hát, anh cũng thường thổi kèn cho chị hát. Kiều Linh là nghệ sĩ kèn, rồi sau này mới qua hài đó. Chánh là Kiều Linh là thổi kèn trong ban nhạc Chí Tài, là mà cũng nổi tiếng thổi kèn cũng rất là đặc sắc. Cái lối diễn xuất mà diễu của anh đó thì Nghĩa biết không, nó rất là thường. Kêu là bình thường lắm nhưng mà rất là thâm thúy. Hay thành ra rất cái đó là một tin rất buồn cho anh em chị nghệ sĩ của chúng ta. Một mất mát cũng lớn ở trong làng văn nghệ Việt Nam chúng ta. Thôi bây giờ mình người đi thì đi, nhưng mà mình người còn ở lại thì mình vẫn tiếp tục sống và mình vẫn tiếp tục giúp vui cho đời, cũng như là mình tiếp tục cái sự nghiệp văn nghệ của mình, phải không thưa chị? Vâng em. Dạ thưa chị, em chắc quý khán giả cũng đang muốn biết chị Karen Kim, gia đình chị có ai là người lính Việt Nam Cộng Hòa không thưa chị? Dĩ nhiên là có rồi, chị có người anh, anh của chị là biệt động quân. Nhưng mà khi bây giờ hiện tại bà ảnh ở bên London với gia đình. Mà hồi xưa ở London, tức là ở bên Anglais đó. Gia đình ảnh, tại vì hồi xưa chị là cũng như là giấy tờ là dân Tây, nhưng mà cũng vẫn đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thưa chị, cái nét của chị Carol Kim á có la cái gì không thưa chị? Người em thấy chị không phải là người Việt Nam rặt. Đúng rồi, người Mã Lai. Rất là đẹp. Nhưng mà lúc đó là chị quốc tịch Việt Nam hay như thế nào mà anh chị mới đi lính chứ? Hả? Không, cái đó là tự mình nguyện thôi. Mà vậy, cái quốc tịch thì quốc tịch vẫn là người Việt Nam, nhưng mà cái giấy chánh là cũng như là dân Pháp. Cái khai sinh chánh. Nhưng mà cái vấn đề mà đi lính là tự mình muốn, là mình tự anh muốn xung phong anh đi. Xung phong đi thôi. Thì anh phải công nhận cái nét chị Carol Kim á vô hình quá là ăn ảnh luôn. Tại vì cái nước da của chị da ngâm, mình gọi là da bánh, da bánh mật, bánh ít, bánh mật người ba không biết có chừng. Nhưng gần mà... tới cái tưởng bánh tét không như quan mẹ như quan xem bánh chưng. Nếu mà ăn nhiều anh nhớ cái show đó chị ơi, chị nếu show đó là cái da thì quá trời. Nghĩa giống cái bánh chưng rồi chị, ăn nhiều như nghĩa sữa là thành bánh chưng á chị ơi. Không phải tét đâu mà chưng á, nghĩa nó đi tét nó còn dài dài chưng nó vuông, nghe bánh tét bánh chưng nó vuông lắm. Lấy gì em quấn vuông cho anh, em nói bánh là bánh ít hả, bánh ít hay là bánh mật gì em nói, cái bánh da cũng được mà bánh mật cũng được. Nhớ là cái mật. Một cái show chị đã đóng là chị giả người Mỹ da màu đó. Thì chị hay nói lúc đó rồi, lúc Tết cũng là cách đây cũng 2 năm rồi, thì chị cũng nói bánh you want bánh chưng bánh tét rồi như vậy, thành ra chị mới nhắc lại cho nó vui thì chị. Nhưng mà anh chị làm lính rồi, cái thời đó em nhớ chị cũng có người yêu lính mà. Dĩ nhiên là mình không có người yêu lính là sự thật. Hồi xưa chị nói cho em nghe đó, hồi xưa chị với chị Mai Lệ Huyền á là hát dòng nhạc hoành mạnh, chứ hàng nhạc Dực thì các em đó giống như em hay là chị Thanh Thúy hay là đàn em là tụi em là em hát Di Dạo Linh đồ đó thì hát những nhạc tình cảm quê hương. Quê hương, còn chị là với chị Mai Lê Quyền là hát nhạc Dực. Thành ra mấy ông quằn quại lắm, thành ra mấy ông tướng không có quằn quại theo. Toàn là mấy ông lính theo. Thành ra chị hát cho thì thường thường mấy người trẻ, mấy em lính thì thích nghe nhạc. Thì mấy người lớn, mấy ông tướng được cũng đại quý, thiếu tài cũng thích nghe lắm. Nhưng mà người ta cũng còn giữ cái phong độ của người ta. Còn mấy anh lính là mấy anh sĩ quan, anh là thường thường là mà giống như là lính mà thì thích nghe nhạc quậy. Tại là hồi xưa chị cũng có hát những bài lính, nhưng mà sau này thì không có được dịp được hát nữa. Chắc hôm nay là nhưng mà thế nào chị cũng phải hát có một bài nhạc Mỹ, hát nhạc một nước khác. Em sẽ giả là có muốn yêu cầu hay là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa có muốn yêu cầu chị Karen Kim hát nhạc lính, nhạc gì thì bất cứ, thì hãy gọi vào số 714-933-7877 để chúng ta cùng chia sẻ với chị Karen Kim ạ. Nhưng mà trước tiên bây giờ đó, em muốn nghe cái chuyện tình của chị với một anh lính ngày xưa. Chị có thể kể lại cái vấn đề là chị kể về chị có bị đòn không? Không có, không. Chuyện có bị đòn nó chị đánh người ta lại nữa. Sự thật đó thì chị hồi xưa chị cũng yêu một anh, thì anh cũng như là quân nhân, nhưng mà anh cũng làm ở trong trong quân vận, trong chị? Trong quân vận không, hồi xưa ổng là cái chánh của ổng là em từ, nhớ anh làm ở trong anh Hải làm trong quân vận mà phải không, biệt đoàn gì đó văn, rồi không biệt đoàn văn nghệ trung ương, mới biệt trung biệt đoàn văn nghệ trung ương, xong rồi nữa qua cái lúc mà cuối cùng của anh đó là quân vận, quân dân, quân vận, quân lúc là anh ở quân vận chứ không phải là còn chị em mình là dân vận chiêu hồi. Nhưng mà khi mà ông biệt phái được vô để đánh cho chương trình của nhạc sau này ông có vô dân vận. Đúng rồi em. Thì cái lúc mà anh vô dân vận rồi cái đi tới đi lui mới có vấn đề.
Và anh chị làm sao mà gặp nhau nè? Thì em nhớ là anh Hải đánh trống. Anh là nhạc sĩ đánh trống mà tay trống rất là nổi tiếng của Sài Gòn. Anh cũng tròn tròn như Nghĩa vậy nè, mà anh cao nhưng mà Nghĩa tròn hơn. Em giống bánh tét hơn. Anh cao hơn Nghĩa. Sự thật anh là một tay trống của shotgun. Dạ, là ban nhạc shotgun hồi xưa. Thì cũng đi trình diễn mấy cái tiền đồn cũng nhiều lắm đấy em. Dạ. Nhưng mà chỉ gặp anh trong cái những cái vũ trường phòng trà. Dạ. Thì quen nhau trong shotgun. Vũ trường Queen Bee phải không? Dạ. em nhớ ngày xưa em hát Queen Bee rồi chị hát anh Hải đánh trống. Vâng. Dạ, thì cuộc tình từ đó. Từ đó. Và rất tiếc chuyện là tình quá đẹp. Rất tiếc là không có đủ duyên. Dạ, đúng để rồi. Đến với nhau. Cho nên nửa chừng anh mất còn trẻ chị hả? Anh mất lúc 31 tuổi. Wow. Yeah. Rất là trẻ. Là chị với anh rất là xứng đôi dừa lứa. Dạ. Chị là 6'2" còn ảnh là 5'4". Nhưng mà yêu nhau mình đâu có cái vấn đề mà cao thấp thì chẳng hạn như trắng đen thì cũng đâu có sao. Bởi vậy dưới mắt người yêu mình là tay thi mà. Thành ra khi mà chị có người yêu với anh, tất cả mọi người rất là ngạc nhiên, tại vì hai người tất nhiên là bị so le đũa mà đũa so le đó, nhưng mà hai chị rất là anh chị rất em là thấy anh chị yêu, rất là quấn quýt, rất là hạnh phúc như là hai con chim vậy. Yeah. Lúc nào đi đâu có Kim thì cũng có Hải nữa. Mà khi anh mất thì cái chị cảm giác mất, như thế nào? Mất chị? Mất thì chị cũng rất là anh một, bị gì chị? Cũng như là bị một cái tai nạn về vấn đề trong việc làm của nhà binh mình đó. Thì anh mất, sự thật cái chuyện đó nó cũng sự thật nó cũng không có đẹp lắm, thành ra cũng không muốn đi sâu vào vấn đề đó. Thì anh đã em nhớ cái buổi chiều mà anh mất á, dạ, em tụi em nhân em chứng. Với chị Khánh Ly em với chị Khánh Ly mới mời chị. Vâng. mới rủ chị đi, tự nhiên tới nhà chị biết là anh mất rồi, rất là bất ngờ. Thì mới gọi chị Kim nói là chị đi chơi với tụi em. Thì chị Phương Quế với Khánh Ly với chị Mai Lợi Huyền trong ban có dân vận đó này. Có chị Thanh Thúy nữa, tức là tất cả anh chị em trong ban dân vận chưa hồi biết rồi nhưng mà không dám nói với chị. Mới rủ chị đi chơi, mới đưa chị lên nghĩa trang quân đội. Chị nhớ không? Dạ. Yeah. Cái chị nói ủa đi đâu vậy? Chị ngồi lên xe van mà chị rất là ngơ ngác, hỏi ủa đi đâu vậy? Cái tụi này cứ nói ở đi chơi kia nọ mà buổi chiều rồi. Cái chị mới nói là buổi chiều 5 6 giờ chiều có chị nhớ không? Tân nữa. Có tối 5 6 giờ chiều rồi. Mà nói ủa sao đi chơi mà đi lên ngay nghĩa trang quân đội? Vô tới nghĩa trang rồi lúc mà vô tới nhà xác đó chị mới khóc. Lúc mà mở cái xỉu kéo ra, chị xỉu luôn. Không dám nói với chị Kim nghe. Lúc đó thì xỉu rồi. Lúc đó tụi em không dám Tân nói. Anh Lạc Tân đứng bên, hình như ai đứng bên chị không nhớ. Nhưng mà không ai đỡ chị nổi. Tại chị còn nhỏ con quá. Tại vì nhỏ xíu. Thì lúc đó thì không có cười được. Nhưng mà lúc đó là không biết gì hết. Đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa chị ngộ lắm nghe em mà. Hồi xưa chị sợ ma lắm. Nghĩa là làm như là mình còn hồi trẻ đó. Như mình sợ lắm. Mình cái mình nhưng giờ mà trong lòng của mình nói rằng là mình nói cho bố cho con gặp cho em gặp mặt thì cứ ông nằm cũng như cách khoảng xa vậy đó để mình gặp mặt cuối cùng á. Nhưng mà cái ông quân cảnh ông nói là tốt không nên gặp. Mà chị lên đi chị đứng lên một chút là chị sắp sửa tiến tới là chị rớt, chị sắp sửa tiến tới một cái là chị xỉu, làm như anh không muốn chị gặp. Không muốn. Mà chị không chịu nổi đâu. Lúc đó tụi này nói là bất ngờ lắm. Tụi này cứ dụ chị đi từ từ. Chị có ngạc nhiên mà chị ngơ ngác lắm. Em nhớ chị ngơ ngác lắm. Nhưng mà lúc mà chị đi vậy mà tự nhiên đưa chị lên nghĩa trang quân đội, chị có nghĩ chị gì không? Ngồi trên xe đâu có biết. Quế cũng quên là chị phục bộ túc thêm thôi. Dạ. Là mấy đứa em tới đó. Mấy bữa đó là rồi, mình vừa giật nhau. Chị nhớ. Giật ở đâu đó? Chị mình giật ngay cái nhạc mình cũng nhạc ở ngay cái đài đó. Đài số 9. Đài truyền hình số 9. Mình đã truyền xong ông thầy Bùi á, thầy ông Trần Văn Bùi với lại ông Viết Chung. Dạ ông Viết Chung tập cho mình hát buổi sáng mỗi buổi sáng. Khi mà tập xong á đi về thì chị không anh Trần Nhân Trạch mới biết cái tin đó là mấy anh em mấy Quế rồi mấy chị Khánh Liên mới chạy lại nhà là nói là anh Hải bị như vậy, bây giờ là đang bị thương. Bây giờ đi lên để coi không có gì đâu thì mới lên ngồi đó thì không có người nào chớp mắt hết. Tại vì nếu mà chớp mắt á thì nước mắt nó sẽ rớt ra. Đó, thật ra chị nhìn từng người chị nói mấy người nói cái gì cho tôi nghe đi, có phải gì vậy không? Mấy người nói không có, mình lên thăm ảnh ở trong nhà thương mà mới chạy lên nghĩa trang. Dạ, chị rồi. Mới chị nhớ rồn rột là tại vì ban đầu thì nói đi chơi chuyện từ từ mới từ từ mới câu tới chuyện đấy. Của chị là như từ vậy. Từ từ mới dẫn tới ảnh bị thương thôi. Chứ nói đầu ngọt quá sợ chị. Ban đầu nói đi chơi cái ủa đi đâu bạn ngơ ngác hỏi chị hỏi đi đâu. Đại khái là nó như vậy. Cho nên là chị cũng là một người yêu của lính và chị nhớ
Em nhớ rằng dân vận chiêu hồi mình bắt đầu từ năm nào, chị vô trước hay vô sau chị nghĩ em quên. Chị có là chị cũng vào rồi, người ta mình được tuyển chọn vô là 72. Chị em mình vô năm 72 ha. Mình đi hội chợ Thác Luống. Đúng rồi. 68. Không, mình vậy là trước 68 là mình đi, mà không phải 68 là mình đi với biểu đoàn văn nghệ Lào. Trung ương. À, đi Lào. Còn cái lúc mà mình đi dân vận là năm 72 là chị. 72. Vâng. Bắt đầu có dân vận là 72, 71 mình mới vô chị. Vâng. Cho xin phép chị Caron kia cho em đọc lời chia sẻ đến với chương trình chúng ta nè chị. À, anh Hiệp Trương ở San Jose, chào hai cô và chào anh Hiệp Trương. Anh Hiệp Trương là người khán giả gọi vô thường xuyên. Trung thành nhất hàng tuần. À, chào hai cô Trang Thái Lan và Phương Quế và chị Caron Kim. Anh đã từng biết chị Caron Kim ở trong khu Nancy Trần Đạo. Đúng. Ngang cảnh sát Đô Thành ngó qua. Wow. Chú chúc ba cô và Nghĩa Sữa một năm mới vui vẻ hạnh phúc và Đài Hồng Việt luôn thăng tiến. Cảm ơn anh Hiệp Trương. Và chị Cẩm Hà ở California, chị thích chị Caron Kim là người quen cũ. Xin chị Caron Kim gọi số chị bạn của chị đó. Dạ chị Hà ơi, em sẽ đưa số phone của chị cho chị Caron Kim. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc em đưa cho chị. Ok, cảm ơn em. Bây giờ có thêm lời chia sẻ này nữa. Chứ gì đã có nhiều người gọi quá, chị ơi, chị hot quá. Anh Việt ở Sacramento, năm mới nên thêm cờ Mỹ để tri ân nước Mỹ, anh góp ý. Dạ, cờ Mỹ, cô, dạ vâng. Cảm ơn cái là ý kiến đóng góp của anh. Dạ vâng, cô Mỹ Triều, Washington yêu cầu bài Anh Là Lính Đã Tình, Caron Kim. Rồi anh Thuận Boston yêu cầu con Kim hát bài Bezame Mucho. Chứ gì yêu cầu nhiều quá, xin cảm ơn chị. Bây giờ hát đoạn đi chị. Tại vì cái anh là lính đã tình. Khoan, cầm micro đã. Tình non sông rất nặng. Cái đoạn mình đâu có hát hết được bài đó chị. Đoạn đi cho một đoạn thôi chị. Hát đi chị, cầm micro hát cho nó rõ. Sự thật không biết bài đó. Rê đó, rê đó. Tụi em hát phụ cho. Bà đưa hát đi. Ba chị em mình đi. Đừng có thấp quá nha, thấp quá. Mình rê, tụi rê. Không sao. Anh là lính đa tình, tình anh là tình linh, tình non sông rất nặng, linh đa tình, tình hai hồ ôm mộng, tình anh là tình linh, tình vũ trụ ngát xanh, linh đa tình, và môi tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng em yêu em. Dạ thì mỗi cái yêu cầu mình hát một đoạn để vừa lòng các anh chị đang xem đài cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam. Còn cái bài Bezame thì một lát nữa chị sẽ hát. Bây giờ như vậy nè. Chị hát một cái bài lính ngày xưa mà em thấy chị có hát cái bài nhạc lính để tặng cho các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, anh lính đang ngồi xem chương trình của chúng ta. Cái bài em nhớ là hồi xưa chị hay đi từ nộp chị hát. Chị đã nói với em là hồi xưa khi nào mà chị đi những cái chương trình là toàn là hát nhạc mạnh, nhạc giật. Thì cũng có Mai Lệ Huyền, cũng có Connie Kim, không biết em có còn nhớ không? Thành ra chị bị được giao phó cho hát những nhạc phẩm rất là vượt gân. Mà nếu mà quý vị nói bài này chắc quý vị cũng không có quên. Là bài này, sự thật là bài này là có tác giả là anh Hoàng Thi Thơ. Và nhạc phẩm mang tên đề là Cái Châm Em Cài. Nhưng mà có một lần chị hát thì có anh Trần Nhân Trạch, anh nói giới thiệu phải không? Với giới thiệu là quý vị sau đây là tiếng hát Caron Kim với cái nhạc phẩm Cái Chai Em Cầm. Thì ông nói giỡn chơi thôi. Và từ đó là cái trăm em cầm. Cái tựa đề bài hát này tựa đề là Cái Chai Em Cầm luôn. Cái Chai Em Cầm luôn. Bắt đầu là Cái Trăm rồi sao thành Cái Chai Em Cầm. Bây giờ chị có thể hát lại một bài cái Chai Em Cầm để tặng cho quý vị khán giả đang xem đài. Vâng, để bài hát này mà quý vị mà đang theo dõi chương trình của Tiếng Hát Hậu Phương đó, quý vị rất là hên là đây là lần đầu tiên được hát bài này. Đúng tại rồi. Vì lâu lắm rồi không được hát. Chị ở đây tự nhiên lắm, chị không thuộc thì chị có thể cầm bài hát chị giòn không được nữa. Cầm thì nó mất phê nhưng mà liếc lên thì được. Dạ được chị, em mời chị. Rồi xin mời quý vị thưởng thức nhạc. Cái chăm em cài là do tình nhân em điêu đó, trốn xa muôn trường người yêu của em gửi về. Cái chăm em cài là muôn niềm thương nỗi nhớ, nhớ người nhân tình thêm một lòng trọn đời yêu em. Cái chăm em cài làm chi nào em đâu biết, ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng.
ấy anh đã làm vang viên đảng đông sang chói cướp của quân thù là một ngày gợi về cho em anh hỡi anh cái chân em cài để lòng tin tình của mình đổ trăm hỡi trăm mây làm sao nhớ cái chân em cài là do tình nhân em biếu đó đang chi đâu nào một viên đạn đồng anh sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ nhớ người nhân tình đã một đời nguyện yêu em cái chân em cài để làm tin tình của mình đó chăm hỡi chăm mây làm sao nhớ 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 thương tình nhân cái chăm em cài là do tình nhân em víu đó đang chi đâu nào một viên đạn đồng ấy sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương nhớ 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 người nhân tình đã thề nguyện cùng mình xa duyên nhớ người nhân tình đã thề nguyện cùng mình sẽ duyên nhớ người nhân tình đã cùng mình trọn đời yêu nhau. Trời ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng. Wow, chắc các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nghe cái bài này cũng nhớ một thời lừng lẫy mình đi ra ngoài chiến trường đó chị. Thưa chị, còn là yêu cầu của anh Thuận nữa nè chị. Bezame chị mucho. Hát mệt sợ xỉu đi, hát Bezame một đoạn cũng được chị. Son tứ đánh vô cha cha cha. Bésame mucho, ¿cómo se fará esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte de fe. Làm luôn đi, đang nghe đã quá. Đang phê, đang phê quá. Trời ơi, chị cũng làm luôn, đời làm luôn quá hả? Trời, trời ơi. Thôi đi bài khác, còn nhiều yêu cầu. Ủa, lắm nhiều chị lắm. Chị sợ lắm. Là không đủ giờ cho em chứ. Không nhiều lắm, chị mới đây, ưu tiên cho chị. Sao đang phê, xin lỗi. Bữa nay là ưu tiên cho chị Carol, Phương Quế với lại Trang Thanh Lan không có hát để dành cho bên chị Carol. Bên đây ngồi chơi xin nước. Nhưng mà mình có thể hỏi chị Carol là đầu người thầy đầu tiên dạy chị hát là người nào, chị có thể cho khán giả biết được không chị? Nếu mà nói vậy thì không có đúng, là sự thật chị cũng được Thượng Đế ơn trên cho chị một cái giọng tự nhiên, mà gia đình chị cũng không còn từ là một cái ca nhạc sĩ, hay là thường thường mình trở thành ca sĩ đó là hoặc là ba má mình là nhạc hay là anh chị em mình giúp đỡ mình, còn chị là hoàn toàn ba má thì má thì không biết gì đâu, nhưng mà ba đó thì hoàn toàn không có chấp nhận thành ca sĩ. Nhưng mà chị cũng lén lút chị hát, nhưng mà cái ngày đầu lúc đầu tiên mà chị bắt đầu tập hát rồi, tập hát từ bài. Nhiều khi mình thích bài này cái mình đi kiếm, mình nhờ là nhạc sĩ là Lê, anh chết tự nhiên quên tên, bố của ba cô Ni Kim, ba cô Ni Kim tên là anh Quang Anh. Quang Anh, nhạc sĩ Quang Anh. Chú Quang Anh đã giờ cho chị từ bài, chẳng hạn giống như nhiều khi chị cần bài hát gì cái chị kêu Nghĩa chị hát bài này tông này, em đánh cho chị là đại khái rồi cái bắt đầu chị. Nhưng mà đầu tiên thì chị nghe nhạc từ đâu và chị nghe nhạc từ nhạc ngoại quốc nhiều hơn. Đó thì đó, tức là lúc nhạc... đó chị hồi xưa mình đâu có email hay là Google hay là cái gì đều, internet để search thì những cái đĩa hồi xưa chị hát cho quân đội của Mỹ nhiều,
cho lính. Mà thường thường lính quân đội Mỹ, Việt Nam đều đi song song với nhau để chiến đấu cho cái cho đất nước mình. Tức là chị hay đi trong cái chỗ club Mỹ đó. Club Mỹ thì nhưng mà cái bài hát đầu tiên mà chị Carole Kim lên sân khấu là bài gì thì là bài Oh Carole. Vậy hả? Wow. Thì bài nhưng mà nó có cái tên đâu. Bài đầu tiên giảng bài nó thì cuộc đời có một anh một người lính Mỹ, khi mà chị hát trong một cái club của Mỹ thì ổng mới nói rằng là cái giọng của chị hợp với cái bài này, thì từ lúc đó ổng đặt cho chị cái bài Oh Carole, đó là bài bởi ca sĩ ngoại quốc tên là Paul Anka hát bài đó. Thì ổng mới đặt nhưng cho mà chị tên Carole Kim trước hay là sau khi chị hát bài đó? Không, chị không có tên Carole Kim, chị là ca sĩ là Hoàng Hoa. Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa. Sao cái bài đó chị mới nổi lên Carole Kim? Hồi còn nhỏ là ba là cảnh sát ở ở Ba Mê Thuột á. Rồi chị đi hát, chị thi, chị được giải nhất ở Ba Mê Thuột. Rồi xong cái chị là ca sĩ Hoàng Hoa. Lúc còn đi hát. Hoàng Hoa. Hoàng Hoa Thám. Nhưng mà chị thì chừng như ai nhìn chị nói cho chị không có lúc, chị không có lúc Hoàng Hoa. Không có lúc tên Hoa, không hợp với cái tên đó. Tên cái đơn đó. Cái nét của chị với cái dáng vóc của chị, cái phong cách thì không hợp với tên Hoàng Hoa. Nhưng mà hồi xưa là cái học chưa hẳn là nghệ danh. Nhưng mà cái bài đầu tiên tôi hát là nhạc Việt Nam là bài gì? Bài Việt Nam là lúc mà chị đi học mà lúc mà chị nói chị không biết cái bài đó tên gì nha, để chị nhớ chị đầu dạy chị bước trên chiều Chủ Nhật. Bài đó là sao? Bài của Đỗ Kim Bảng. Những chiều dần tàn. Nghe mây trắng, tiếng răng nhanh trên trời Sài Gòn, phố phường chìm trong tiếng đời nỉ non, lặng mãi như vân. Đó là chị giật giải bài đó, rất bài rất dễ thương chị ơi. Mà mắc cười hồi xưa sao chị không hát nhạc Việt Nam luôn mà chị lại đi hát nhạc ngoại quốc? Chắc có lẽ là sự thật đó là chị cũng thích nhạc Việt, nhưng mà lúc đó chị cũng đam mê về nhạc ngoại nhiều hơn. Tại cái nhạc Việt của mình nó có hay một cái tính cách khác là giống như là mạnh hay là giật á, thì nó không có giật tới nơi. Tất nhiên là không có nói tới, tất nhiên là giật. Đúng nhưng rồi. Mà nó giật lúc đó cái nhạc giật của mình chưa có nhiều. Chưa có nhiều. Năm mà chị đi hát 60 mấy phải không chị? Thì lúc đó cái nhạc giật của mình nó nhạc xu. Cái đó là cái cha là quá thì luôn. Nổi, dạ, thôi, chị nổi 68, chị nổi 68. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là những cái dòng nhạc của mình đó mình đã miss nhiều cái, hoặc là thêm cái funky rock, rock rồi hip hop rồi something like that. Dạ xin phép chị, sau đây có chị Thu Hà ở Virginia là khán giả trung thành của chương trình Thiên Hậu Phương. Hôm nay cô Trang Thanh Lan và Phương Quế Mão về mới đẹp quá. Cảm ơn chị, xin yêu cầu cô Cao Kim hát bài Đời Đã Vàng. Ôi trời ơi. Thưa chị bây giờ Chị không thuộc cái bài đó. Không biết, nhưng mà nếu mà có lời thì chị cũng biết chút chút. Dạ, nhưng mà thôi mình để mình hẹn kỳ khác đi thưa chị. Nha. Thì bây giờ hay là nếu mà muốn hát để thay cái kỳ có muốn nghe bài Thu Quyến Rũ không? Dạ bây giờ vậy nè. Một khúc Thu Quyến Rũ. Chúng ta cũng không có thì giờ nhiều nữa đâu. Xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Dạ vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chương trình Thiên Hậu Phương hôm nay được phép trở lại với chị Carole Kim. Thưa quý vị, chương trình của ba chị em đang nói chuyện rất là hào hứng, nói về những cái chuyện cũ, chuyện đi hát ngày xưa với những anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng, rất là gay cấn và cũng rất là nhiều quý vị gọi điện thoại và yêu cầu chị Carole Kim hát. Thì nãy giờ chị chưa hát bài nào phải không? Cái cho em cầm thôi. Chị còn nhiều bài lắm, nhiều bài yêu cầu lắm nãy giờ nè chị nè. Bây giờ chị hát bài gì có yêu cầu nãy giờ yêu cầu chị bài gì đó. Thật cũng chị cũng nãy em có đọc mấy yêu cầu thì chị rất tiếc là những bài hát đó là chị cũng không có thuộc. Hy vọng là khi mình trở lại lần nữa là những bài hát chị biết là chị sẵn sàng cũng vâng. Để phục vụ cho nãy giờ. Không, bây giờ là của anh Châu ở Louisiana đây xin chị. Xin chào Phương Quế và Trang Thanh Lan Nghĩa Sữa. Xin yêu cầu chị Carole Kim hát bài Chuyện Tình Buồn. Bài Chuyện Tình Buồn 5 năm rồi không gặp mà chị cũng tha chuyện cũng. Ồ, cái đó là chuyện phim buồn. Chuyện phim buồn hả? Chuyện phim buồn là khác, còn chuyện tình buồn là khác. 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Nhưng mà Kim nghĩ rằng là anh Châu hình như là Kim chưa bao giờ hát bài đó, nhưng mà cũng chắc có lẽ anh cũng nghe một bất chợt một lúc nào mà mấy chục năm về trước. Có rồi. Thể những bài chị không hát nhưng mà khán giả hay là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nghe muốn nghe bài nhưng đó. Nhưng mà rất tiếc bây giờ Kim không biết Kim có thể làm vừa lòng anh không. Bây giờ chị hát bài khác. Nãy giờ chị Kim chắc khán giả cũng muốn nghe chị Kim hát nhạc ngoại quốc là cái sở trường của chị Kim từ đầu. Thì chị Kim có thể
gửi đến quý khán giả trở lại với cô Hoàng Hoan. Không nhá, ngoại quốc thì Carol Kim, còn nhạc Việt Nam là cô Hoàng Hoa. Cô Hoàng Hoa hát dùm một bài ngoại quốc cho cô Hoàng Hoa. Thế thì quý vị, sự thật đó là có một cái bài hát này đó, Kim đi đâu cũng được yêu cầu, nhưng mà không biết quý vị có hưởng ứng không, là tại cái bài hát này là cũng như là một cái loại hát mà nó thuộc về cái giọng ca Carol Kim là blue jazz. Và đặc biệt hôm nay cái chương trình mà Tiếng Hát Hậu Phương, Carol Kim xin được gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc ngoại. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm với Crazy. Wow. Cái bài đó chắc là tôi nghĩ là quý vị cũng đã từng nghe Carol Kim. Và sau đây với tiếng đàn của anh Nghĩa Sữa. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. You love me as long as there's wonder. And then someday you leave me for somebody new. Why do I let myself worry? Worry, what in the world was I do? Ooh. Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for crying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Đúng là sở trường của chị Carol Kim. Nhạc xe là number này. One ha. Phê quá. Nghe phê quá, nghe muốn ngủ luôn á. Mặt nghỉ ngủ luôn. Phê quá, phê quá. Dạ, nhiều người chị, khán giả cũng thích loại nhạc chị này nghĩ, lắm đó chị. Chị nghĩ chắc em cũng thích. Quý vị mà cái thường cái từng lớp của tôi, cái thập niên của, chị mình đó. Nhà anh Trâm hồi đó đó. Thì Kim nghĩ rằng là cũng rất là nhiều người yêu cầu Kim mà chưa bao giờ có dịp đi được hát những cái loại nhạc phẩm này. Thứ nhất là khi mà chị đi hát giả vũ á, thì thường thường mấy khán giả lại thích nhạc quậy. Thì cái lo mà cái tung tăng thôi. Thì là lúc này là lúc hay nhất trong cái chương trình của Tiếng Hát Hậu Phương, có những nhạc phẩm rất là chất lượng và quý vị được thưởng thức để kéo quý vị trở về thập niên sau 75. Dạ, thời. Bây giờ em trở lại với cái tiểu sử của chị Carol Kim đây, thưa chị. Chị qua Mỹ bằng cái phương tiện gì thưa chị? Sự thật chị rất là may mắn là chị đã được một gia đình Mỹ bảo trợ đi trước khi mình bị mất nước. Thì chị qua đây thì bảo trợ xong, cái chị qua xong chị đi học về ngành thẩm mỹ, cosmetic. Để đi học rồi xong cái chị bị ở lại. Sẵn dịp chị Carol Kim qua nước Mỹ cũng như là chúng ta qua nước Mỹ thì nãy cảm ơn vị khán giả hồi nãy rất là nhiều. Rất cảm ơn nhiều. Rất là cảm ơn nhắc nhở chúng em. Mình ở Mỹ mà mình cái ngày lễ mà New Year mà mình thiếu cái lá cờ Mỹ cũng thật là sơ sót. Trần Thanh Lan
lật đật đem ra, nhờ mấy em đem cái cây cờ Mỹ ra liền. Dạ, rất là sơ sót. Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả vừa rồi. Chúng em. Dạ. Rồi chị qua Mỹ là chị đi hát liền hay sao chị? Hồi xưa cũng buồn lắm em. Lúc mà chị qua đó thì, tại vì chị qua trước khi mình mất nước là trước được cũng gần 3-4 tuần. Tất nhiên là tháng 4 nhưng mà không phải là tháng 4 đen. Tất nhiên là trước đó hình như là... đầu tháng 4 đi. Đầu tháng 4 đi. Thì chị qua cái vùng rất là lạnh Chicago. Thì cũng buồn lắm không có gặp người Việt. Thì nhưng mà chị cũng có đi trình đi hát One Man Band cho người Mỹ, vừa hát mà vừa bưng bàn. Vừa làm cocktail waitress. Waitress. Dạ, mà thành... chị không bỏ nghề được chị ha. Vừa làm waitress mà vẫn hát tại luôn. Cái nhạc Mỹ của chị đó là nằm một tủ, nhạc rồi, của chị rồi. Thành ra cái nhưng mà vẫn thèm muốn hát những dòng nhạc Việt. Thì lúc đó chị vẫn đi hát nhạc với người Mỹ, nhờ người Mỹ. Khi mà chị đi hát thì họ không ngờ chị là người Việt mà hát tiếng Mỹ. Sự thật khi mình nói tiếng Việt á, tiếng Mỹ đó là mình có cái sound, cái pronounce của mình nó không có đúng với cái âm. Mà khi mình hát mình sẽ bị cái accent của người Việt. Nhưng mà được một cái là mình nói thì mình bị nghe cái sound của người Việt. Nhưng mà khi chị hát đó là Mỹ, người Mỹ nói là tao không có nghe cái sound của người Việt mà nghe cái sound của người Mỹ, Mỹ đen, Mỹ da màu. Em nghĩ là chị có cái khiếu, thành ra chị nghe. Chị nghe từ nhỏ rồi. Chị nghe từ nhỏ đó, thì chị nhập tâm, cho nên là cũng tất cả cũng đều là do cái năng khiếu nữa thì và chị. Cái năng khiếu. Cái đam mê của chị. Chị đam mê, chị thích cái loại nhạc đó, chị đam mê. Thành ra khi mà chị là cái sở trường của mình liền. Rồi nha. Yeah. Hồi xưa đó em biết chị rất thích nhạc lính. Nhưng mà somehow chị không biết tại sao chị không được hát nhiều. Nhưng mà những cái vấn đề mà đi quỷ lậu mấy anh chiến sĩ thì chị cũng đi rất là nhiều. Nhưng mà chị sự thật thì nhiều thì tiếng như là chị tiếng Mỹ nó kêu entertain. Entertainment làm sao là để trình diễn, để làm giúp vui. Thì không phải cứ là chị phải hát nhạc lính thì giúp vui là chị hát những nhạc vui. Cái sở trường thì của chị ra cái sở trường thì đó là như vậy. Nhưng mà sự thật cái nhạc lính có rất là nhiều bài. Chẳng hạn như mới đây chị được hát cái bài Anh ở lại Charlie. Người ở lại Charlie thì người ta cũng không ngờ là chị có thể hát được dòng nhạc đó. Bây giờ chị có thuộc bài đó không? Chương trình lính nè, chị hát một đoạn. Chị có thể hát một đoạn không? Bài đó lính nào cũng thích hết đó chị ơi. Có người lính già ở Tennessee nè chị, chào chúng ta và người lính già cũng yêu cầu chị Carol Kim hát bài Hoa Biển. Cảm ơn người lính già rất nhiều, tuần nào cũng gọi vô cho tụi em hết. Hoa Biển thì chị cũng hát rồi nhưng mà lâu quá. Đúng ra là mình phải có cái list, cái bài là gì đấy. Chị mình hát cái gì? Không sao, bây giờ chị hát cái bài của chị đi, bài Shakli đi. Chị hát được gì ở đây, rất là khán giả rất thích. Chị hát một đoạn cũng được chị. Đây tụi em phụ cho, tụi em phụ cho. Tông rê. Tông rê cưng. Phương Quế hát trời ơi. Em phải đỡ chị hả? Hỡi anh ở La Charlie, anh hỡi anh ra từ vũ khí, vậy chính anh là ngôi sao mới, một lần này trở sáng chưng là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng này anh. Hỡi anh ở lại Charlie, anh vâng chính anh là loài chim quý, ôi cánh chim trùng cưỡi vạn lý một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Giờ thuộc tên đi thuộc đang hướng hát nhạc lên. Anh đi là anh đi luôn nè, thì bây giờ bắt đầu lên chị có thuộc một bài Hoa Biển không chị, một đoạn nào của bài Hoa Biển không chị? Lâu quá xưa em mới nghe hờn dỗi đó. Em xin phép có cái lời chia sẻ của chú Phương Lục ở Arizona. Chào anh Phương Lục, hôm nay chương trình rất hay. Cô Carol Kim lâu rồi mới gặp lại, 50 năm rồi cô Carol Kim vẫn xinh đẹp như xưa. Cảm ơn anh. Yêu cầu cô Carol Kim hát bài Hotel California.
Cái đó là câm luôn. Một lời chia sẻ nữa mình đọc luôn nha chị nha. Anh Việt ở Sacramento vừa yêu cầu thêm cờ. Dạ cảm ơn anh Việt. Cảm ơn anh Việt. Nhắc nhở phải để cờ Mỹ bên trái, cờ Việt Nam bên phải mới đúng. Cái này quan trọng lắm đó. Dạ cảm ơn anh. Cờ Mỹ bên trái chúng em nè. Đúng rồi. Vậy là đúng. Đúng không? Còn Mỹ bên trái bên... Không, ở ngoài màn hình nhìn vô không biết như thế nào. Không, vậy mà chúng em để bên trái và tay trái em đây. Dạ, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa anh Việt, có lời chia sẻ của một anh yêu cầu nhưng mà không có TV. Mình nhờ anh Quý bên Chicago yêu cầu cô Carol Kim nói thử một câu tiếng bằng tiếng Mỹ đen. Chắc có coi chị ha, đóng kịch. What you talking about, man? Chắc là coi cái chị ở trên gì đó, trên đóng kịch tên Thúy Nga mà chị bà Mỹ đen chị nói đó. Chị có nói không? Chị có nói câu Mỹ đen có, chị có nói tiếng Việt mà lớn lớn. No, nói tiếng Mỹ đàng hoàng, Mỹ đen. Chị nói lại đi, khán giả yêu cầu đó chị. Em chưa nghe nữa. What you talking about, man? I don't know what you talking about. What's the matter with you? Cô Phạm Xanh ở Anaheim yêu cầu cô Carol Kim hát một bài nhạc Chúa. Cảm ơn chị. Trước khi chị hát nhạc Chúa thì em cũng có câu hỏi là dạo gần đây là chị hay thâu những cái bài hát CD về nhạc Chúa, thì cái nguyên do nào để mà kéo chị, đưa chị về bên Chúa? Chị có thể chị kể cho khán giả nghe. Chị thật đó là đạo nào thì chúng ta cũng đều tôn sùng và tôn vinh hết. Nhưng mà chị là, ba má chị là người Hồi giáo, nhưng mà chị cảm thấy từ nhỏ tới lớn là chị cảm thấy chị không phải là belong từ Hồi giáo. Thì chị cũng bị ông bà cũng khó khăn lắm. Tại vì em biết đạo Hồi giáo là một đạo rất là khắt khe. Với khi mà chị được trở lại đạo là 3 năm nay. Thì 3 năm nay chị được ơn gọi, tất nhiên là theo người ta nói rằng là được sáng mắt ra, được thấy, để được nghe những lời Chúa. Chứ hồi xưa chị là một đứa con rất là hoang đàng. Nhưng mà tới khi chị được Chúa đánh động, chị đã thấy Ngài và chị đã đi theo Ngài, tất nhiên là chị đã được rửa tội và trở thành con cái của Chúa, và chị đã được rất là bình an trong cuộc sống hiện tại bây giờ. Em công nhận cái điều đó. Từ ngày mà chị Carol Kim mà hát nhạc Chúa, chị vô đạo Chúa, cho tới bây giờ em thấy cái sắc của chị nó khởi mà nó sáng ra. Mà những cái hằn học, những cái lúc trước, em xin lỗi chị nha, lúc trước chị hằn học hoặc là chị ánh mắt chị có tia giận dữ trong đó, nhưng mà bây giờ em thấy là rất là dịu. Có nhiều khi mình không tin, nhưng mà cái đó là mình phải tin. Tại khi mình cái mình có cái đức tin rồi đó. Tất nhiên mà ví dụ mình bám víu vào một cái gì đó mà phải bám víu cho đúng. Khi mình có một chỗ để nương tựa thì cuộc đời mình nương sẽ tựa về cái tin tâm linh của mình. Em thấy chị rất là lúc này chị rất là thanh thản và rất là từ tốn, rất là như là êm đó, chứ không còn như ngày xưa nữa. Thì cái đó là cũng điều em rất vui mừng cho chị, và em biết là chị đã tìm đến một cái nơi, một cái chỗ dựa. Rất mà bên Phật giáo mình nói là ngộ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Thì chị có thể hát một bài nhạc đạo theo lời yêu cầu của quý vị khán thính giả. Cái chị là cái có cái tật lớn lắm, khi mà chị biết cái gì hay ai yêu cầu cái gì là bất thình lình đó, chị cũng hay để chị định thần lại coi chị cái bài gì sự thật chị. Lâu lâu thì chị cũng hát, nhưng mà khi nào mà có chương trình gì mà nhạc thánh ca thì chị cũng hát rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ hỏi lại để chị nhớ cái bài nào để chị gửi ra cho cái cô vừa mới yêu cầu đấy, coi bài một đoạn cũng được thôi chị. Mà nếu chị không nhớ thôi, để chắc phải mời chị lên rồi nữa hát toàn về nhạc thánh ca thôi. Đúng không chị? Con luôn trông cậy Chúa đời con. Đó tự nhiên cái mình đi nữa chừng mình lại bất ngờ. Dạ không có chuẩn bị đó. Dù hôm qua con tội lỗi, dù hôm qua sáng rồi, dù chị cũng hát được một câu luôn, không sao đâu chị. Dù hôm qua, dù lấy cái tông nhìn gì, dù hôm sẽ lâu lắm, tông gì đấy. Dù hôm qua con tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biến lời, dù hôm qua xa Chúa không yêu người, ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn, ngày hôm nay dâng kinh hối hận, lệ tuôn rơi cha ơi thứ tha.
tha tội. Hay lắm chị. Dạ, dạ thưa chị, nãy em thấy chị đem một cái poster vô thì trong hình như chị đang có dự tính một cái chương trình gì hả thưa chị? Cái này sắp là mưu tính vô dự tính. Có một cái show em thấy chị đang âm mưu. Cái poster Dancing with Karen Kim and Friends vào ngày thứ sáu 8 tháng 1 năm 2016 tại Majesty Restaurant, tức là qua New Year. Dạ. Tại sao chị không tổ chức trong New Year mà chị lại tổ chức qua New Year? Em ơi, chị là chị sợ làm tại dưới New Year là tất cả mọi người cũng bận rộn. Và kính thưa quý vị, Karen Kim sẽ hát ở Houston Countdown là ngày New Year. Thì nếu quý vị ở vùng Houston mà nghe cái chương trình này tới ủng hộ Karen Kim. Hát ở đâu thưa chị? Hát ở Ocean Palace. Lớn lắm chỗ đó. Em biết tại vì một năm nó chị thường thường chị làm ở OC Orange County mình, một năm chị làm hai lần. Thì đại khái nhưng để người ta nhớ lại cái poster này chị làm bên bên hả? Không, ở đây. Cái này là chương trình này ở Majesty. Ở Majesty. Em cũng có thấy có rất nhiều ca sĩ đến với chị nè. Cái năm nay giới thiệu thì chị làm là có 6 người hot boy là có anh Dũng và Jason Phạm, là tất nhiên anh mới đổi tên, ảnh ta là Phạm Tuấn Ngọc. Không phải anh Tuấn Ngọc mình nghe, mà là Phạm Tuấn Ngọc. Quỳnh Gia Tuấn và Ngọc Châu và Hoàng Phong và Hoàng Sơn, và đặc biệt khách mời là cô Hương Thơ, ca sĩ Hương Thơ, và đặc MC là ca sĩ Nguyễn Mạnh Cường. Và nếu quý vị có nghe chương trình này, quý vị mà cái này là dạ vũ tất niên, là người tình tân niên chứ. Tất niên. Chưa Tết. Chưa Tết Việt Nam nhưng mà Tết Tây rồi chị. Tất niên là người tình và mùa đông. Và Dancing with Carol Kim and Friends. Wow. Vé có bán tại Thu Quỳnh, kính thưa quý vị. Và nếu quý vị không có ở vùng này mà không có muốn đi xuống Thu Quỳnh, quý vị có thể kêu cho Carol Kim. Số phone là 714-588-6193. Và chương trình dạ vũ này vé VIP có 40 đô thôi. Và vé thừa, vé hạng nhất là 35 và vé bình thường là 25 đồng. Nhưng mà có bao gồm ẩm thực không chị? Không có ẩm thực, ẩm thực không có ăn. Dạ, tức là ai tới thì... Nếu mà quý vị muốn ăn thì quý vị vào kêu cái tùy mình lựa chọn cái... Tại vì khi mình ẩm thực nó hơi... Đúng rồi. Nó không có vừa ý người ta, người ta... Tại chị làm mấy lần rồi chị bị... Dạ, cái cấp sau này là em thấy không có bao gồm ẩm thực. Tại vì ai muốn ăn gì thì kêu nấy. Với là cái vé nó rất là bình, nó rất là reasonable. Thì người ta đi vào chơi người ta cũng không... Nếu mình có ẩm thực thì mình sẽ đô cái vé nó cao là 5-70 đồng. Đúng. Cũng hơi bị nặng. Như vậy là trong tuần những ngày sắp tới đây, chị Karen Kim có hai show. Một show thứ nhất là đón giao thừa Tây ở tại Houston, nhà hàng Ocean Palace và Countdown. Thì quý vị nào ở vùng Houston và vùng phụ cận đến ủng hộ cho chị Karen Kim và đón giao thừa luôn. Và cái show thứ nhì là ngày 8 tháng 1 tại quận Cam. Quý vị nào ở quận Cam hoặc ở xa về quận Cam chơi thì đến ủng hộ cho show chị Kim ở tại vũ trường Majesty, nhà hàng Majesty. Thứ sáu ngày 8 tháng 1 2016. Vâng, cảm ơn em. Dạ vâng. Có lời chia sẻ nữa. Dạ vâng. Chú An ở Texas, nhân dịp Tết đến chúc các cô tiếng hát hậu phương và nghĩa sử được vui vẻ an khang. Yêu cầu bài Đồn Vắng Chiều Xuân. Bài đó chị chắc hát một đoạn đi. Đoạn chị cũng pha trưởng vậy. Em đã hát một đoạn nha, chắc là pha quá. Tết Việt Nam mình sẽ hát, còn đây là Tết Tây. Bây giờ thì
Tết Tây bây giờ để dành nhân dịp để Tết Tây, để dành Tết ta đi, mình ăn nhiều Tết lắm chị. Mình người Việt Nam vừa Noel vừa xong ha, cái tới Tết Tây ha, rồi cái tới Tết ta nữa, mình cho nên là... mình đông vui nhưng mà hơi hao. Anh tưởng ra là để chờ Tết Việt Nam thì Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan sẽ hát những nhạc xuân Việt Nam để tặng quý vị. Và bây giờ thì Tết Tây thì xin phép quý vị nghe một bài hát mà rất là rộn ràng, nghe cái coi như là thay lời chúc của ba chị em và nghĩa sử. Vâng. Dạ. Bài mời hát quý vị We wish you a Merry Christmas. Dạ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Trong hòa bình, cùng nhau vui Giáng sinh trong huy hoàng, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành và một năm mới bình an. Cùng nhau vui Giáng sinh trong hòa bình, cùng nhau vui Giáng sinh trong huy hoàng, cùng nhau vui Giáng sinh trong an lành và một năm mới bình an. Cầu sao bao tươi vui trên khắp các nẻo đường, một Giáng sinh đầy phước hạnh và một năm mới bình an. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Yeah, lần đầu tiên em hát tiếng Mỹ. Có lẹo lưỡi, xin quý vị lượng tình tha thứ. Lần đầu tiên em hát tiếng Mỹ. Tại có chị Carol ở đây mình dựa hơi chị đó mà. Em bị lây tiếng Mỹ của chị. À, rất là cảm ơn chị. Em mời chị có gửi lời chào đến tán ngộ ở quên từ giả khán giả. Vâng, Cao Kim trước tiên là xin cảm ơn quý vị đã đem những giờ phút rất là ưu ái yêu cầu những bài hát, mà rất tiếc có những bài hát Kim không hát được. Xin niệm tình tha lỗi cho Kim và hy vọng là kỳ sau sẽ cố gắng hơn. Và cảm ơn Đài Hùng Việt và nhất là cảm ơn hai em gái tiếng hát Hậu Phương đã mời Kim đến hôm nay để có một bữa đêm rất là vui cho trọn vẹn, sắp sửa bước qua năm mới. Cảm ơn chị rất là nhiều đã đến đây ngày hôm nay với chúng em. Và chắc là khán giả cũng có những giây phút rất là thoải mái. Đó là lý do mà hôm nay chúng em mời chị lên chương trình để chị mang đến những niềm vui trong những năm ngày sắp tới, những năm mới, ngày mới sắp tới cần kề đến đây. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chương trình của chúng ta đã đến giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, chị Carol Kim của Như Nghĩa Sữa rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua rất là nồng nàn, dễ thương và vui nhất hồi nào giờ, thưa quý vị. Và chúng ta phải chia tay rồi. Trang Thanh Lan hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Kính chúc quý vị một năm mới đầy bình yên, hạnh phúc.